Vâng, và xin chào các bạn trở lại kênh YouTube của Mario. Hôm nay thì quay trở lại kênh của nhà em. Có rất nhiều bác hỏi em là nhà em có bán loa BM đúp không, rồi mà có bán hàng mới không, thì bởi vì kênh của nhà em trước đây thì đều bán hàng cũ, mà nhiều bác không biết đến là nhà em có bán cả hàng mới, cả hàng chính hãng cho các bác, bảo hành chính hãng hết. Hôm nay thì em về một cái lô loa BM đúp rất là nổi tiếng, một thương hiệu từ Anh Quốc mà có lẽ trong giới chơi audio thì không có lạ lẫm gì về những sản phẩm của thương hiệu BM đúp này. Toàn bộ sản phẩm ở đây là BM đúp do công ty Đông Thành Hòa Phúc phân phối các bác nhé. Đây là chính hãng, hãng bảo hành là công ty Đông Thành Hòa Phúc. Thì hôm nay nhà em về cho bác nó rất nhiều mẫu loa, có loa cột, loa buchsel, loa sub hay là loa bluetooth. Đầu tiên là tiêu biểu là dòng loa này, dòng loa rất là hay, nó dòng Bowers & Wilkins Zeppelin đời mới nhất 2021 và được nhập khẩu về Việt Nam là năm 2022 các bác nhé. Nó mới ra mắt năm 2021 thôi, cuối năm 2021 mới ra mắt, đời mới nhất với những công nghệ tiên tiến nhất xịn sò của thương hiệu BM Group có tên là Zeppelin. Zeppelin là thương hiệu mà nó ra đời từ năm 2007 cơ, nhưng sau này nó nâng cấp rất rất nhiều lần và đây là phiên bản mới nhất của nó. Giá con này đang tham niêm yết là khoảng 22 triệu, tuy nhiên các bác gọi qua hotline sẽ được báo giá, mức giá cực kỳ sốc cho các bác, rất là nhiều. Mà con em về lô này là 6 con BM Group Zeppelin. Tiếp đến là gì? Một đôi loa cột của BM Group nữa, thương hiệu bản kỷ niệm Bowers & Wilkins 603 S2 Anniversary Edition các bác nhé, đây phiên bản kỷ niệm của hãng với mức giá cũng rất là tốt cho các bác. Con này là về là hàng màu đen, rất đẹp luôn, đầy đủ chân đế hết, hàng nguyên đai nguyên kiện cho các bác, hàng mới tinh hết các bác nhé. Hai đôi, con này về hai đôi, đôi hai đôi loa cột của Bowers & Wilkins bản kỷ niệm 603 S2 các bác nhé, 603 S2. Thì đây là hai hai đôi mà cũng lần đầu tiên có mặt tại shop nhà em. Chắc là một lát nữa thì em sẽ review cho các bác về cái đôi loa cột này để các bác trải nghiệm và rất là hứa hẹn, rất là hay cho các bác. Tiếp đến là gì? Trong âm thanh thì các bác không thể quên thiếu được cái con súp. Súp này là súp con ASV-610 trong dòng series 6 của BM Group. Con này thì rất là hay rồi, nhưng BM Group các bác yên tâm đi, mức giá của nó cũng khá là dễ chịu cho các bác. Tất cả sản phẩm này đều là mới tinh 100% các bác nhá, mới tinh hết, bảo hành chính hãng. Em nhớ không nhầm là dòng loa này bảo hành tới 2 hoặc là 5 năm thì phải. Cái này thì em không nhớ chính xác, nhưng khoảng từ 2 đến 5 năm thì cái hai con số đó thôi. Tiếp đến là dòng Center, dòng series 6 BM Group HTM S2 cũng là bản kỷ niệm các nhá, bản kỷ niệm Anniversary Edition. Tất cả những dòng này đều bản kỷ niệm hết. Và tiêu biểu nhất là gì? Hôm nay thì về hàng cho các bác là gì? Con loa BM Group đây. 606 series 2, đây cũng là bản kỷ niệm. Con này em bán nhiều lắm rồi. Xong dòng 606 series 2 thì rất rất nhiều bác yêu thích và quan tâm. Thì bác nào mà muốn mua sản phẩm nào ấy thì hãy điện qua hotline 0964801493 để em báo giá cho các bác. Bowers & Wilkins ra cái bản kỷ niệm này để cải tiến và kỷ niệm cái dòng series 6 này cho các bác, cũng như là dòng thành công nhất bán đến thời điểm bây giờ đã tới hơn 1 triệu đôi loa rồi. Rất là nhiều dòng CD6 bán tới hơn 1 triệu đôi loa mà hãng kỷ niệm dòng loa này, cũng là một dòng loa đáng chơi và vừa tiền cho các bác. Thì đây là toàn bộ các lô hàng mà em vừa về do công ty Thành Hòa Phúc phân phối vừa về cho các bác, đều là hàng chính hãng hết. Bác nào mà muốn quan tâm đến dòng sản phẩm nào thì cứ liên hệ hotline của nhà em để báo giá cho các bác đầy đủ hết. Có 603 CD2 bản kỷ niệm này, bản University Edition ấy. Có dòng loa súp ASV-610 này, có loa Bluetooth Zeppelin này, có dòng loa Uxell 606 series 2 các bác nhá. Tất cả là mới chính hãng hết 100%. Và video này em sẽ phép dừng lại tại đây và cũng sẽ trở lại với các bác những video tiếp theo để review và giới thiệu các bác những sản phẩm mới của lô hàng này mới về này, để các bác có những trải nghiệm tốt nhất đối với dòng các loa cột cũng như loa Uxell hay loa súp hay loa Bluetooth này của thương hiệu BMW các bác nhá.